Nghệ sĩ trí tài đột ngột qua đời vì đột quỵ. Nghệ sĩ trí tài qua đời ở tuổi 62 sau khi lên cơn đột quỵ. Trước đó, danh hài được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chia sẻ với Dinh, quản lý cũ của trí tài cho biết danh hài phải nhập viện sau khi bị đột quỵ vào sáng 9 tháng 12. Chiều cùng ngày, nghệ sĩ qua đời. Sau khi nhập viện, dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng anh Tài đã không thể qua khỏi. Khi hay hung tin, anh em nghệ sĩ đều sốc và đau lòng trước sự ra đi của anh Tài, quản lý cũ của Chí Tài chia sẻ. Theo thông tin từ người quản lý, Chí Tài vừa tham gia khai máy một bộ phim. Nam diễn viên hài luôn đam mê và hết lòng với công việc. 3 ngày trước, Chí Tài còn đến sân bóng rổ xem chung kết PBA. Thời điểm này, nam diễn viên hài cổ vũ nhiệt tình hai đội thi đấu. Chia sẻ với Dinh, danh hài nói, tôi đến xem theo lời mời của ban tổ chức. Tôi ít xem bóng rổ nhưng hôm nay sẽ ủng hộ hết mình cho hai đội. Trong suốt hơn 40 năm theo nghệ thuật, Chí Tài ghi dấu ấn trong lòng khán giả với khả năng diễn hài nhẹ nhàng, duyên dáng. Khi về Việt Nam, anh hoạt động nghệ thuật sôi nổi ở nhiều lĩnh vực như tham gia game show, phim truyền hình, điện ảnh và sân khấu. Những bộ phim gần đây của nam danh hài được khán giả yêu thích như Chúng Số, Dạ Cổ Hoài Lang, Nhà Có Năm Nàng Tiên, Ngoài Đời. Chí Tài được đồng nghiệp yêu quý nhờ tính cách hiền lành, hòa đồng. Hoài Linh khen ngợi anh sống chân thành, tình cảm. Vì vậy, Chí Tài là bạn diễn ăn ý hiếm hoi với Hoài Linh trong suốt thời gian dài. Chí Tài sinh năm 1958. Trước khi trở thành diễn viên hài, anh là một nhạc sĩ kiêm ca sĩ. Anh là bạn diễn ăn ý suốt 20 năm với Hoài Linh. Thời gian qua, Chí Tài điều trị bệnh tiểu đường. Dù vậy, anh vẫn khỏe mạnh, chăm chỉ tập thể dục. Chí Tài kết hôn với Phương Loan nhưng cả hai không có con. Bà xã nam danh hài hiện sống và làm việc ở Mỹ. Chí Tài còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ông từng chia sẻ thấy may mắn khi lấy được người vợ biết thông cảm và tin tưởng. Chính điều đó khiến ông tự nhắc bản thân phải giữ mình trước những cám dỗ. Ở Việt Nam một mình, ông dành thời gian tập thể dục, chơi nhạc, xem phim để có thể học cách diễn xuất từ những nghệ sĩ mình thần tượng. Cảm ơn mọi người đã đồng hành, hãy bấm nút like, nút đăng ký và bấm vào cái chuông để nhận nhiều video mới nhất.